Sự thật của tất cả, sự thật của tất cả gần như không thể chịu đựng được. Sự đơn giản, dễ dàng mà tất cả mọi thứ được làm sáng tỏ đều quanh co. Từng mảnh trái tim tôi đã tan vỡ, căn bệnh của mẹ tôi đã ảnh hưởng đến tất cả chúng tôi. Nhìn cô ấy đang dần xấu đi, mất hết khả năng này đến khả năng khác, và trong suốt thời gian đó, cô ấy vẫn hỏi một cách hồn nhiên và ngọt ngào. Khi nào thì tôi sẽ cảm thấy tốt hơn, và đó là một câu hỏi công bằng vì bác sĩ không chuẩn bị cho chúng tôi bất cứ điều gì khác. Chúng tôi sẽ thực hiện bức xạ và các khối u sẽ thu nhỏ lại. Dễ như ăn bánh, nhưng đó là một lời nói dối khác được thêu dệt nên trong rất nhiều lời nói dối khác mà chúng ta phải tin. Lúc đầu tôi trả lời cô ấy một cách tự tin, sớm thôi mẹ ơi. Chúng tôi chỉ phải làm việc với nó, nhưng thời gian trôi qua tôi sớm tự vấn bản thân khi nào thì cô ấy sẽ cảm thấy tốt hơn. Các cuộc thăm khám của bác sĩ không tiết lộ thông tin chi tiết về tình trạng của cô ấy. Họ tiếp tục tuyên bố giả dối rằng cô ấy đang làm rất tốt, đang cân nhắc, đang xem xét những gì chính xác. Trong khi đó, mỗi ngày trôi qua đều trở nên khó khăn hơn ngày trước. Nhưng tôi quyết tâm giúp cô ấy đạt được mục tiêu là trở nên tốt hơn. Một điều về mẹ tôi là khi bà ấy có một mục tiêu, bà ấy sẽ đạt được nó và vì bà ấy không thể tự mình làm được nên tôi sẽ giúp. Tôi bắt đầu bằng cách mua những thiết bị mà cô ấy cần để hỗ trợ cô ấy trong thời gian này. Tôi đã liên hệ với nhà thờ địa phương để xin một chiếc xe tập đi, xe lăn, ghế tắm và ghế ngồi trong nhà vệ sinh. Tôi nhặt nó ngay lập tức và mang nó đến nhà bố mẹ tôi. Tôi đã cho cô ấy đặt lịch hẹn vật lý trị liệu để tăng cường sức mạnh cho đôi chân và cánh tay của cô ấy. Và tôi nghĩ, điều này thật tốt, nó khác biệt và không phải là những gì tôi muốn cho mẹ tôi nhưng tốt, nhưng thay vì trở nên tốt hơn, cô ấy lại trở nên tồi tệ hơn. Liệu pháp vật lý trị liệu của chúng tôi đi lại trong nhà với khung tập đi đã trở nên quá khó khăn đối với cô ấy. Chỉ vào phòng tắm thôi cũng đủ vất vả rồi, cô ấy bắt đầu sa sút rất nhiều. Cô ấy ngã ở sân sau thẳng xuống sân bê tông của họ, sử dụng đầu làm thiết bị hạ cánh. Một sự vội vã đến phòng cấp cứu, một lần nữa, một cú ngã trên ngói khiến cô ấy nằm trên vũng máu. Không thể kêu cứu hay đứng dậy cho đến khi bố tôi tìm thấy cô ấy. Cha tôi, một người đàn ông mà tôi đã yêu mù quáng và tận tụy cả đời. Một người đàn ông mà mẹ tôi đã yêu qua cuộc hôn nhân gần 50 năm của họ. Một người đàn ông mà cô đã đối xử như một vị vua. Cô giữ cho ngôi nhà của anh đẹp đẽ, quản lý tài chính, nuôi dạy con cái và phục vụ anh bữa tối mỗi tối sau 10 tháng 12 tiếng mỗi ngày làm việc. Có một thời gian tôi cũng đối xử với anh ấy như một vị vua. Nó đã ăn sâu vào não tôi trong hơn 40 năm theo dõi mẹ tôi. Giờ thì đến lượt anh ấy phục vụ mẹ tôi. Cô ấy cần tất cả chúng tôi để phục vụ cô ấy qua cơn bệnh này. Cô ấy xứng đáng với điều đó. Cô ấy đã trao tất cả mọi thứ cho tất cả chúng tôi. Từng giọt cuối cùng của tình yêu vô điều kiện có thật nghị lực. Sự kiên nhẫn, lòng tốt, vị tha, từng giọt cuối cùng của cô ấy. Khi nhìn lại, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đã thực hiện tất cả và đây là kết quả. Vì vậy, ít nhất chúng tôi cũng nợ cô ấy thời gian, tình yêu, lòng tốt và sự kiên nhẫn của chúng tôi. Bạn sẽ nghĩ rằng tất cả chúng ta sẽ tự nhiên bước lên, chịu mọi gánh nặng cần thiết để giúp chăm sóc cô ấy. Sau tất cả, cô ấy đã chăm sóc chúng tôi cả đời, cho chúng tôi mọi thứ chúng tôi cần và muốn. Cô ấy đã lên kế hoạch cho những bữa tiệc sinh nhật siêu vui nhộn và làm bánh sinh nhật cho chúng tôi hàng năm. Cô ấy an ủi chúng tôi khi chúng tôi đau. Cô ấy đã trải qua một cuộc đời đầy thăng trầm và khiến nó có vẻ liền mạch. Trên thế giới này chúng tôi không có sự chăm sóc và chúng tôi chắc chắn 100% rằng chúng tôi được yêu thương. Một người có thể cho thêm bao nhiêu? Đối với tôi đó là một điều không có trí tuệ. Mẹ đang thất vọng và chúng tôi phải giúp đỡ bằng mọi cách có thể. Nhiệm vụ của tôi, giúp mẹ tôi. Nhưng tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác tôi thấy mình đơn độc trong nhiệm vụ này. Tôi có thể thấy bố tôi suy sụp về thể chất lẫn tinh thần. Tự chết đuối trong Scott, anh ấy không được trang bị để tự mình chăm sóc cô ấy. Tôi không trách anh ấy về điều đó, tôi đã kiệt sức với tư cách là một người ngoài cuộc giúp đỡ. Tôi biết sống nó ngày này qua ngày khác là nhiều hơn bất kỳ người nào có thể xử lý. Vì vậy, đó là những gì gia đình là cho phải không? Sai, một sự thật khác được tiết lộ, hoặc có thể một lời nói dối khác được phát hiện, vì vậy tôi phải tìm một người chăm sóc để đến và chăm sóc những nhu cầu của mẹ tôi. Và tôi đã tìm thấy cô gái hoàn hảo, một cô gái ngọt ngào đã chia sẻ sinh nhật của mẹ tôi. Mẹ tôi cũng yêu cô ấy mặc dù cô ấy không bao giờ có thể nhớ tên của cô ấy. Cô ấy đã cố gắng và thốt ra mọi cái tên có thể ngoại trừ tên của cô ấy, Jennifer. Cha mẹ tôi không có nhiều tiền, họ sống theo kiểu trả lương để trả lương và sử dụng thẻ tín dụng để tiêu xài phung phí. Và họ đã ném rất nhiều vào những đứa trẻ và cháu của họ. Và bây giờ khi mẹ tôi không làm việc, họ thậm chí còn ít tiền hơn. Vì vậy, một người chăm sóc là một thứ xa xỉ mà họ không thể mua được. Tôi nợ bố mẹ tôi khoản tiền trả trước mà họ đã đặt cho căn hộ của tôi.
Kế hoạch của chúng tôi là chia nó ra khi tôi bán nó, nhưng việc bán nó không phải trong tương lai gần nên tôi đã tái cấp vốn và cho họ tất cả những gì tôi còn nợ. Điều này đã giúp thanh toán cho người chăm sóc theo lịch trình bán thời gian. Tôi đã hỏi chị gái và anh trai của tôi nếu họ có thể giúp trả thêm một ngày nhưng họ không làm. Phản ứng của anh trai tôi là nói với bố tôi sử dụng tiền Scott của mình để trả thêm một ngày và chị tôi đã sử dụng T. The truth of it all is nearly unbearable. The simplicity, the ease at which it all unraveled was tortuous. Piece by piece my heart was broken. My mom's illness had taken a toll on all of us. Watching her slowly deteriorate, losing one ability after another. And the whole time she kept innocently and sweetly inquiring, when will I feel better? And it was a fair question since the doctors had not prepared us for anything else. We would do the radiation and the tumors would shrink. Easy peasy. But that was another lie woven into so many other lies we were made to believe. At first, I answered her with confidence, soon mom. We just have to work at it. But as time pushed forward, I soon was questioning myself when she would feel better. The doctor's visits revealed no insight into her condition. They kept professing falsely that, she is doing great, considering. Considering what exactly? Meanwhile, each day that went by became more difficult than the last. But I was determined to help her achieve her goal of getting better. One thing about my mom was that when she had a goal, she was going to reach it, and since it was impossible for her to do so on her own, I would help. I began by acquiring the equipment she would need to aid her in this time. I contacted the local church for a walker, wheelchair, shower stool, and toilet chair. I picked it up immediately and took it over to my parents' house. I got her set up with physical therapy appointments to strengthen her legs and arms. And I thought, this is good. It's different and not what I want for my mom, but good. But instead of getting better, she got worse. Our physical therapy walks around the house with the walker became too difficult for her. Just getting to the bathroom was strenuous enough. She started to fall a lot. She fell in the backyard straight onto their concrete patio, using her head as landing gear. A rush to the emergency room. Again, a fall on the tile left her lying in a pool of her blood. Unable to call for help or get up until my dad found her. My dad, a man I had blindly and devotedly loved my whole life. A man my mom had loved through their nearly 50 years of marriage. A man she had treated like a king. She kept his house beautiful, managed the finances, raised his children, and served him dinners every night after a 10 to 12 hour day at work. For a time I treated him like a king too. It was embedded into my brain for over 40 years watching my mom. Well, now it was his turn to serve my mom. She needed all of us to serve her through this illness. She deserved it. She had given everything to all of us. Every last drop of unconditional love, for real, energy, patience, kindness, selflessness. Every last drop of her. In retrospect, I think we may have taken it all and this was the result. So at the very least we owed her our time, love, kindness, and patience too. You would think that we all would just naturally step up. Take on any burden necessary to help care for her. After all, she had taken care of us our whole lives. Given us everything we needed and wanted. She planned super fun birthday parties and made our birthday cakes every year. She consoled us when we hurt. She took a life of ups and downs and made it seem seamless. We hadn't a care in the world and we were 100% sure we were loved. How much more could a person give? To me it was a no-brainer. Mom is down and we have to help in every way possible. My mission, to help my mom. But week after week, month after month, I found myself alone on this mission. I could see my dad wearing down physically and emotionally. Drowning himself in scotch. He wasn't equipped to care for her on his own. I don't blame him for that. I was exhausted as an outsider helping. I know living it day in and out was more than any one person can handle. So that is what family is for, right? Wrong. Another truth revealed. Or maybe another lie discovered. So I had to find a caregiver to come and take care of my mom's needs. And I found the perfect girl. A sweet girl who shared my mom's birthday. My mom loved her too, although she could never remember her name. She tried and uttered out every name possible except for her name, Jennifer. My parents did not have a lot of money. They lived paycheck to paycheck and used credit cards for splurges. And they splurged a lot on their kids and grandkids. And now with my mom not working, they had even less money. So a caregiver was a luxury they couldn't afford. I owed my parents the down payment they had placed for my condo. Our plan was to split it up when I sold it, but selling it was not in the near future, so I refinanced and gave them everything I owed them.
This helped pay for the caregiver on a very part-time schedule. I asked my sister and brother if they could help pay for an additional day, but they would not. My brother's response was to tell my dad to use his Scotch money to pay for an extra day, and my sister used her tea.